Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tôi Muốn Khám Phá. Các bạn thân mến, ngày nay việc kiếm tiền trên YouTube đã trở thành miếng bánh vô cùng béo bở. Và chúng ta cũng không quá bất ngờ khi biết rằng rất nhiều YouTuber đã kiếm được hàng nghìn USD trong một tháng, hay là hàng triệu, vài trăm triệu USD trong một năm. Thậm chí họ đã trở thành những triệu phú, tỷ phú nổi tiếng thế giới. Và trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng với Top 1 chúng mình đi tìm hiểu cuộc sống xa hoa sang chảnh của những YouTuber nổi tiếng giàu có nhất thế giới nhé. Freestar. Đứng đầu trong danh sách những YouTuber giàu có và nổi tiếng nhất thế giới, đó là một cái tên đình đám trong giới beauty blogger, Zfreestar. Anh sở hữu kênh YouTube với hơn 13,6 triệu lượt đăng ký và hơn 2,4 tỷ lượt xem. Đúng là một con số khiến ai ai cũng phải ao ước đúng không nào? Với việc sở hữu kênh YouTube tỷ view và một thương hiệu mỹ phẩm đình đám của riêng mình đã đem về cho ông hoàng beauty này khoản thu nhập khủng. Được biết, giá trị tài sản của Zfreestar lên tới 200 triệu đô. Sương sương đâu đó hơn 4.000 tỷ Việt Nam đồng thôi anh em ạ. Khỏi phải nói, với việc sở hữu khối tài sản khủng như vậy, thì cuộc sống của Zfreestar sang chảnh đến mức nào? Beauty blogger có thể thoải mái make up trên khinh khí cầu, du lịch bằng trực thăng, sở hữu nhiều siêu xe đến từ rất nhiều thương hiệu nổi tiếng. Chưa hết đâu, thật không ngoa khi nói Zfreestar là một tín đồ hàng hiệu cực kỳ có máu mặt của showbiz thế giới. Tại sao mình có thể khẳng định được như vậy? Vì anh này sở hữu rất nhiều món đồ hàng hiệu ư? Không đâu, ngoài việc sưu tầm đồ hiệu đắt đỏ, Zfreestar còn không tiếc tiền đầu tư thuê vệ sĩ hay bài trí hệ thống an ninh chuyên nghiệp để bảo toàn cho kho báu màu hồng của mình. Muốn ra vào thì phải quét vân tay và võng mạc chứ không thể cứ đẩy là vào được đâu. Ngoài ra thì Zfreestar còn lắp một hệ thống camera an ninh, điều hòa, ánh sáng, thậm chí là âm nhạc cho riêng không gian này. Chừng ấy đủ để biết Zfreestar yêu quý đồ hiệu của mình đến thế nào và muốn tận hưởng từng phút giây ở bên chúng. Các tín đồ bánh bèo có ai muốn một lần đặt chân vào kho báu màu hồng này hay không? Hãy điểm danh ngay xuống phần bình luận nhé! MrBeast. Cái tên tiếp theo mà Top 1 muốn nhắc tới đó chính là MrBeast. Anh chàng người Mỹ này sở hữu kênh phát triển nhanh nhất trong lịch sử YouTube với gần 70 triệu người theo dõi. Những video giật gân, nghịch ngợm từ lâu đã trở thành thương hiệu của kênh MrBeast. Nhờ kênh YouTube hái ra tiền, năm 2020, anh bỏ túi khoảng 24 triệu đô, tương đương khoảng 552 tỷ đồng. Và hiển nhiên, cuộc sống của MrBeast thì sang chảnh miễn bàn rồi. Ly kem đắt nhất bạn đã từng ăn là bao nhiêu tiền? Nếu là bạn của YouTuber này, bạn sẽ có cơ hội được thưởng thức một ly kem với giá cũng rẻ thôi, khoảng 100.000 đô, đâu đó khoảng hơn 2 tỷ mà. Fan ruột của pizza chắc hẳn phải khóc thét khi chứng kiến cảnh MrBeast thưởng thức miếng pizza rát vàng trị giá khoảng 70.000 đô la, tương đương 7,6 tỷ Việt Nam đồng. Mức độ chịu chơi và chịu chi của anh chàng này chắc hẳn khiến nhiều người phải ngã ngửa khi chi hẳn 800.000 đô, tức là hơn 18 tỷ đồng để mua tặng bạn một hòn đảo riêng. Thậm chí, anh còn quyên góp 100 chiếc ô tô cho những ai cần. Chắc hẳn là MrBeast rất là vất vả khi phải nghĩ hôm nay sẽ tiêu tiền như thế nào nhỉ? Nếu bạn là một YouTuber, bạn có ao ước có được cuộc sống như MrBeast không? Top 1 chúng mình chỉ mong giàu được nửa như anh này thôi là vui rồi. Ryan Gazi. Ông bà ta có câu, tuổi trẻ tài cao cấm có sai đâu. Trường hợp của cậu bé mình sắp nhắc tới đây chính là một minh chứng. Góp mặt trong danh sách những YouTuber giàu có nhất, không thể không kể tới Ryan Gazi. Cậu bé hơn 10 tuổi này chắc hẳn sẽ khiến nhiều người cảm thấy ghen tị khi sở hữu riêng cho mình một kênh YouTube Ryan's World với hơn 30 triệu lượt người đăng ký. Năm 2020, Ryan Gazi kiếm được hơn 30 triệu USD, khoảng gần 700 tỷ đồng nhờ nghề đập hộp và đánh giá đồ chơi. Có ai đang cảm thấy choáng váng giống như mình không? Đến người lớn còn chưa kiếm nổi vài tỷ, chứ đừng nói là mấy trăm tỷ như cậu bé mới 10 tuổi này. Tuy nhiên, việc kiếm tiền trên YouTube hiện nay có lẽ chỉ là phụ khi mà Ryan cũng kiếm được thêm 200 triệu USD từ đế chế kinh doanh đồ chơi và quần áo mang thương hiệu Ryan's World. Để hỗ trợ việc lên ý tưởng và sản xuất video, cha mẹ Gazi đã mua một xưởng sản xuất lớn với giá 1,2 triệu USD vào năm 2017 ở vùng ngoại ô Houston. Ngoài ra thì họ cũng sở hữu một ngôi nhà rộng hơn 575m² với một hồ bơi lớn. Nhưng đó cũng chỉ là một trong ba căn hộ mà gia đình Ryan có thôi. Họ cũng sở hữu một căn nhà 5 phòng ngủ trị giá 1 triệu USD và một ngôi nhà khác có giá 190.000 USD được mua từ năm 2014. Nghe đến đây mà chỉ biết khóc trong lòng một chút anh em ạ. Các cháu bây giờ đúng là tuổi trẻ tài cao, có đuổi cũng chẳng kịp. PewDiePie.
Người ta tính lương theo ngày, theo tháng, nhưng riêng đối với YouTuber PewDiePie thì anh tính lương theo giờ các bạn ạ. Đây cũng chính là cái tên mà top 1 muốn nhắc tới trong danh sách lần này. PewDiePie là một trong những YouTuber nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Sở hữu kênh với hơn 100 triệu lượt đăng ký, anh chàng này được coi là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong giới game thủ. Chính công việc này cũng mang về cho PewDiePie nguồn thu nhập đáng mơ ước. Theo những gì mà top 1 chúng mình thám thính được thì mỗi giờ làm việc, PewDiePie thu về khoảng 3.500 USD. PewDiePie làm việc khoảng 40 giờ mỗi tuần, tức là anh sẽ kiếm được 140.000 USD, khoảng 3,2 tỷ Việt Nam đồng. Và theo tính toán của Forbes, PewDiePie kiếm về khoảng 12 triệu USD mỗi năm, tức là khoảng 280 tỷ Việt Nam đồng. Cảnh báo trước đó là con số này có thể lớn hơn rất nhiều lần nếu như tính thêm các nguồn thu nhập khác từ việc quảng cáo cho các nhãn hàng. Đặc biệt, anh còn sở hữu cho mình một cuốn sách có tên This Book Loves You, với hơn 112.000 bản đã được bán trên toàn thế giới. Điều này cũng dễ hiểu thôi, với số người theo dõi đã đạt trên 100 triệu trên YouTube, thì sức ảnh hưởng của PewDiePie sẽ lớn như thế nào? Deal Perfect. Một đối thủ đáng gờm của PewDiePie chính là kênh YouTube đến từ vị trí nhà Deal Perfect. Đây là một nhóm giải trí thể thao với việc đăng tải những video mới lên kênh YouTube. Nhóm này hiện đang có 5 thành viên. Tất cả đều là cựu vận động viên bóng rổ và đã học ở trường đại học Texas A&M. Không biết các bạn ngồi đây có ai là fan của Deal Perfect không nhỉ? Thú thật là xem những video của Deal Perfect đến top 1 chúng mình cũng còn thấy cuốn. Nội dung của kênh chủ yếu là chơi thể thao, phô diễn các tình huống mạo hiểm, độc đáo, khó thực hiện ngoài đời thực, thậm chí là thách thức cả định luật vật lý. Các thành viên trong nhóm đều đã từng được ghi vào sách kỷ lục Guinness. Kênh của họ hiện đã có tất cả hơn 13 tỷ lượt xem và gần 60 triệu lượt đăng ký. 5 người bạn đã kiếm được 30 triệu USD, khoảng 700 tỷ Việt Nam đồng từ chính kênh YouTube của mình. Và đương nhiên, họ được xếp vào danh sách những YouTuber kiếm tiền nhiều nhất trên thế giới. Quả là một khối tài sản khổng lồ mà ngay cả nằm mơ top 1 chúng mình cũng chỉ ước sở hữu một nửa số này là đời đời ấm no rồi. Jake Paul. Nếu được hỏi về một quái nhân trên YouTube thì chắc chắn cái tên được mọi người nghĩ tới đầu tiên chính là Jake Paul. Với đội ngũ gồm 10 người, nhóm của Jake Paul chú trọng vào các clip nghịch ngợm, phá phách có chủ đích, gồm cả những màn trình diễn điên rồ khiến cộng đồng tranh cãi. Nhưng mỗi clip thu hút tới vài triệu lượt view. Tất nhiên là với sự phá cách của mình, Jake Paul đã có một thu nhập rất khủng, cao hơn nhiều so với một YouTuber thông thường. Trong thời gian 1 phút, bạn có thể làm được công việc gì để kiếm ra tiền? Nghĩ thì rất là khó đúng không? Ấy thế mà đối với Jake Paul, cứ mỗi phút trôi qua, anh lại có thể đút túi 11.688 USD trên 1 phút, tương đương gần 300 triệu Việt Nam đồng. Với thu nhập khủng như vậy, cuộc sống của YouTuber này cũng sang chảnh miễn bàn. Mời anh em tham quan căn biệt thự 15.000m² có giá trị lên tới 7 triệu USD, khoảng 161 tỷ Việt Nam đồng của Jake Paul. Đúng là chốn ăn chơi của tỷ phú không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Nhìn qua mà mình cứ tưởng khách sạn 5 sao nào chứ. Khán giả của Top 1 Khám Phá có ai ao ước sở hữu căn nhà như này hay không? Nếu có thì comment xuống bên dưới cho chúng mình được biết nhé. Markiplier. Ai là fan của những trò chơi kinh dị? Chắc hẳn không thể bỏ qua kênh YouTube nổi tiếng của Markiplier với hơn 30 triệu người đăng ký và lượt xem khủng lên tới 17 tỷ. Markiplier là một YouTuber được biết đến với dạng bình luận trò chơi video. Gần đây, anh chàng đã mở rộng sang lĩnh vực phim hay, phim hoạt hình. YouTuber kỳ cựu này dù đã có hơn 8 năm hoạt động nhưng vẫn nỗ lực giữ được danh tiếng của mình. Thứ hạng của anh thậm chí còn đứng gần những kênh YouTube nổi tiếng thuộc giới ca sĩ như là Rihanna hay Eminem. Forbes ước tính Markiplier kiếm được 19,5 triệu USD trong năm nay. Còn để mà định giá kênh YouTube của anh thì con số này chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải giật mình. Vâng, thưa quý vị, Markiplier được ước tính trị giá khoảng 28 triệu đô, tương đương với khoảng 646 tỷ Việt Nam đồng. Ngoài thu nhập từ kênh YouTube, Markiplier còn đồng sáng lập đế chế thời trang của riêng mình. Điều này giúp nâng con số giá trị tài sản ròng của YouTuber tài năng này lên đến con số 35 triệu USD. Tính sơ sơ thì nó sẽ rơi vào khoảng 800 tỷ Việt Nam đồng. Nói chung là cuộc sống của anh chàng này theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng, đó là nằm trên đồng tiền. Còn cảm giác có êm ái hay không thì top 1 chúng mình chưa được thử. Nên anh em nào biết thì mách nhỏ cho top 1 chúng mình với nhé. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá cuộc sống sang chảnh của những YouTuber giàu có và nổi tiếng nhất thế giới rồi. Cuộc sống của YouTuber nào khiến bạn cảm thấy ấn tượng nhất? Hãy để lại cho chúng mình một cái tên ở dưới phần bình luận nhé. Nếu các bạn cảm thấy video clip này thú vị, hay ho thì đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình. Nhớ ấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay.
Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!